Nay cùng ý làm món ăn gạch từ gốc chuối này nha. Không cần những nguyên liệu cao sang gì đâu, từ những nguyên liệu cây nhà lá vườn cũng có thể làm nên những món ăn vặt rất là ngon luôn á. Nay mình đi hái bắp chuối về chiên giòn nha. Bắp chuối hay nhiều nơi còn gọi là hái chuối là cái phần trổ ra buồng chuối. Khi bắp chuối đã trổ giải, tức là đã trổ ra hết các nải của buồng chuối là có thể hái được rồi á. Còn cái bắp mình mới hái nè, như vậy là chưa trổ hết nải đâu á, vẫn còn một nải chưa kịp trổ ra nữa nè. Còn cái trái luôn mẹ ơi. Cái này chỉ có đặc quyền là chuối nhà mới được hái như vậy nha. Nó còn cái nải chưa giải nữa nè. Tin nhà hàng xóm mà hái kiểu vậy là bị chửi chắc luôn á. Đi hái bắp chuối, mình với mẹ còn phát hiện được một ổ nghệ nữa nè. Bắp chuối sau khi hái về thì mình sẽ lột vỏ, lấy cái phần chuối non bên trong, loại bỏ phần nhị và ngâm với nước chanh để đừng bị đen nha. Sau đó rửa sạch để gáo. Mình sẽ pha bột chiên giòn, cho cái bông chuối vào và đem đi chiên. Bình thường mấy cái bông chuối nhỏ này để nguyên như vậy ăn thì rất là chát, nhưng mà khi chiên giòn lên rồi thì ăn không có còn chát đâu nha. Ngon quá, giòn cụm luôn. Ngọt ngọt béo béo. Giòn. Chuối này chiên lên rất là giòn nha, chấm với tương ớt nữa là hết sảy luôn á. Một món ăn vặt cây nhà lá vườn, đơn giản dễ làm, mọi người thử làm nha.